Cái bóng nghệ xin chào các bạn. Thì hôm nay cái clip này của mình là mình sẽ chia sẻ với bạn cái cách để tháo cái máy in HP DeskZ 1115 này ra để chúng ta xem bên trong cấu tạo của nó. Và nếu như bạn nào có máy bị hư á thì bạn tháo ra bạn để sửa chữa nó. Rồi bây giờ đầu tiên là mình úp nó xuống ha. Đây. Nó có 4 con ốc. Là như mình thấy đây, 1 con, 2 con. Và ở chỗ này đây 3 con 4 con. Thì hiện tại để đỡ mất thời gian thì mình hai con này nè mình đã tháo ra rồi. Bây giờ mình sẽ tháo demo hai cái con này cho bạn xem thử. Các bạn chuẩn bị cái đầu vít mà hoa nè, hình đó, đầu hoa này nè đó, bạn gỡ nó ra. Không có thì bạn mua mấy ngàn đồng bạc à. Chúng ta tháo nó ra. Nhanh lắm. Ok. Sau khi tháo xong á thì các bạn sẽ giờ chúng ta sẽ gỡ phần nắp trên đây ra. Các bạn chuẩn bị một cái vít dẹp hay gì đó, như mình em dùng vít dẹp hoặc cái gì đó dẹp dẹp á, các bạn tháo nó ra. Bạn cạy cẩn thận nha, để nó bị gãy á. Ta sẽ đẩy nó ra ngoài như thế này. Đó. Nói chung là khó. Đó, đẩy ra. Đó, ok. Cẩn thận nhé các bạn, để nó gãy chốt là uổng lắm á. Đấy. Các bạn dùng thêm một cái nhọn nhọn để các bạn giữ nó lên. Nói chung thì cũng làm thì dễ thôi, thấy khó chứ bắt tay làm thì nó dễ thôi. Này bạn thấy chốt không? Này. Ha, nó có chốt nè. Rồi gỡ nó ra. Gỡ đều hết. Đó, ok, xong. Đây là phần bên trong của em nó. Bạn thấy rất đơn giản. Chỉ là mặt mực in thì dây cua để chạy tới chạy lui rồi này kia nọ thôi, rất đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn xem cái máy in này nó hoạt động lúc mà nó in như thế nào, nó sẽ phun mực cây như thế nào và giấy nó sẽ chạy cây như thế nào. Rồi ok, bây giờ mình sẽ in thử một đoạn văn bản cho bạn xem thử ha. Giờ mình lên thử báo 24 giờ mình copy một đoạn văn bản này, mình in thử ra. Rồi ok, chuẩn bị in. Đó, mực nó sẽ quét qua quét lại như thế. Đó. Cái này in trắng đen nên bạn thấy cái tốc độ quét của nó khá là nhanh. Đó, bạn xem thử cái độ nét nè. Đó. Ok chưa? Có mấy trăm ngàn triệu bạc mà này là quá ok rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cũng độ nhân bản hồi nãy mình sẽ tô màu cho nó, in màu cho bạn xem thử. Và mình sẽ chỉ cho bạn cái cách nhận biết máy in hết mực là như thế nào. Tại hiện tại cái máy của mình cũng đang hết mực. Bây giờ là Ctrl A ha. Bây giờ mình sẽ tô cho nó màu màu xanh lá đi ha. Rồi, in thôi. In màu thì tốc độ quét nó chậm hơn, in chậm hơn. Mình thấy sự khác biệt nè, đó, chậm hơn. Và như nãy mình nói là mình cho nó thành màu xanh, xanh lá. Mà giờ như bạn thấy là nó quét ra màu đỏ, màu hồng. Chứng tỏ là cái máy nó hết mực, đó, đó là cách nhận biết của nó. Nó quét chậm hơn màu đen nãy. Ok. Đó.
Đây. Này cái văn bản gì trên báo 24 giờ copy lại chứ không biết nữa. Rồi, cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình, tạo nguồn động lực cho mình làm những video tiếp theo để cho bạn xem. Rồi tạm biệt các bạn.